đến phun kim cương vào và đưa cọc kim cương baguette vào đó, không phải là làm trực tiếp lên trên cái mặt gốc này. Đây là chiếc đồng hồ Rolex Daydate 228235. Tình trạng gốc ban đầu khách khi mua new tại Kỳ Lân Luxury là mặt số màu nâu choco và cọc số giờ là cọc số index dạ quang. Đây là cái mặt gốc ban đầu là màu nâu. Khách hàng yêu cầu Kỳ Lân là thay nguyên cụm này ra. Nguyên cái cụm này giống như là cái mặt nạ, trên cái mặt số này có cả logo Rolex. Và bây giờ Kỳ Lân tháo rời ra, đưa ra ngoài luôn. Và Kỳ Lân hoàn toàn làm một cái mặt khác bằng vàng và đến phun kim cương vào và đưa cọc kim cương baguette vào đó, không phải là làm trực tiếp lên trên cái mặt gốc này mà Kỳ Lân đã làm trên một cái mặt khác hoàn toàn để thay thế. Xong Kỳ Lân đến phun kim cương hột xoàn tự nhiên, tuyển chọn từng viên một vô trong cái mặt luôn. Và cọc số giờ Kỳ Lân cũng gắn lên trên mặt điều mà mới Kỳ Lân đã làm đó bằng những cọc số giờ là kim cương baguette óng ánh lấp lánh. Và đây là kết quả thành phẩm sau khi Kỳ Lân đã thực hiện một cái mặt điều khác bằng vàng và đến phun kim cương, đến kim cương baguette trên cọc số giờ. Sau đó Kỳ Lân hoàn thiện và gắn vào chiếc đồng hồ này, và chiếc đồng hồ này trở nên long lanh lộng lẫy đẹp hơn rất nhiều.